một cái khung cảnh rất là thơ mộng luôn ở đây. Bể này đi đúng không? À, cái bể này người ta dân khác tự xây à? À đây à, hút ra hết ở đây à? Nguồn nước duy nhất ở đây đúng không? Ồ, cái này trước cũng tự xây à? Trước mình anh ấy cần làm đấy, tự làm. À, nhưng mà ít khu vực mà không đi được một cái xóm mà cảm thấy cái nét hoang sơ nó vẫn còn lưu lại như thế này. Và đúng tính chất bà con thân thiện. Đấy. Khâm xin kính chào quý cô anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Và buổi sáng ngày hôm nay khi mà anh em mình vào nhà Phứ ấy, thì cũng có Khâm có gọi một anh hộ mua 200 mét vòi. Và cái video trước anh em mình khảo sát thì là có cái nguồn nước duy nhất ở phía bên kia là có thể bơm lên khu vực nhà em Phứ để mà có quay nước phục vụ cho cái quá trình xây dựng. Đấy, thì anh em mình đã đi khảo sát và lượng ra khoảng 200 mét vòi thì không biết là có đủ hay không, bởi vì chỗ khu vực kia để mà kéo theo đường chim bay ra thì nó cũng độ khoảng 200 mét thôi, nhưng mà không biết trong quá trình trải đường thì dốc vòng vèo một tí thì anh em mình không biết là có đủ vòi không. Thì hôm nay là không có nhờ một anh dưới kia người ta chở lên đây, hai anh em sáng lên sớm rồi nhưng mà nó hơi nặng một chút, cồng kềnh một chút. Và cái đường đi các bác thấy đường xấu á, anh em mình còn đi cũng phải đi không mà còn máy móc các thứ nữa. Thế cho nên để an toàn thì nhờ một anh chở vào. Đấy, bây giờ là anh em mình sẽ đi giải vòi. Đấy, còn thừa thiếu bao nhiêu thì có thể là sẽ cân đối mua tiếp các bác ạ. Đấy, tại mọi người vẫn là đang tiến độ đào nền nhà thôi. Để như thế này cũng rất là mệt này. Đấy. Xong là tạm thời là các chú cũng đang có chú rảnh thì tí nữa con một chú về đẩy đi. Phứ cùng anh đi giải cái ống nước này xem. Vâng. Máy bơm là mượn nhà, có mượn nhà được nhà. Nhà anh Lử. Anh Lử à? Vâng. Bây giờ là thôi, đây là 200 mét vòi nhá. Anh em mình cứ đi giải xem là nó sẽ được đến để đâu. Để bắt. Không. Được đến đâu rồi là nếu có thừa có thiếu thì tiếp tục tính sau. Vâng. Anh Lử đấy à? Vâng. À, chào anh nhá. Cái em bé này nghỉ học này, không ra đây chơi đâu. Khịa, 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 khịa. Nên mà khó chữ à. Bé em chát có sự thế. Cho thì cho. Ờ, Phứ đâu nhỉ? Ừ. Chết cho này quá gì? Đi giải từ bể lên nhé. Vâng. Đấy. Đây, để em bắt cho. Giải từ bể về. Anh sợ là thiếu ấy, bởi vì là anh em mình ước tính theo cái đường chim bay thôi, nhưng mà điều ở đây nó vòng vèo quá. Vâng. Thì anh cứ cho họ trở lên 200 mét trước. Vâng. Người Mông hay làm cái cổng như này. Vâng. Làm cái gì đây? Để tí, để tiệm này có anh em à? À con gấu. Nước thì là có đủ xây không chú? Chú gì? Nhưng mà phải bơm hết đúng không? Lúc nào mà bắt được xây thì nó kéo nước vào đấy. Như bây giờ là cháu mua vòi lên là để giải trước nhá. Thì nó có cái ông cái bể nước kia thì đầu nước kia về là người ta có cái ống về rồi thì thả nước vào là nó đẩy cái bể lúc biển ra nó. Bơm chắc là thoải mái thôi nhỉ. Vâng. Mọi người trồng sắn nhỉ. Nhà mình trồng tí ngô nào chưa chú Dình? Đấy chưa.
Tháng 3 năm nay nó có 2 tháng 2 mà. À, 2 tháng 2. Ui, thế phải 1 tháng nữa mới trồng ngô à? Vâng. Nhưng mà có khu vực là bà con để trồng hết rồi. Đâu. Những cái khu vực đó thì chưa có ai trồng hết đâu. Sao sao trồng sao trồng muộn thế? Đợi mưa. Đợi mưa? Vâng. Mưa chứ, không có mưa thì trồng ngô chín hết rồi. À. Không có nước. Đội này nghỉ học hết à? Nghỉ học. Chị mưa cản tơ không? Chú giáo nó đi làm cái giấy tờ để nó không nghỉ hết. Sau này các em nó nghỉ hẹp thì được cái ít tiền của ở đây đúng tính chất là một cái ngôi làng nằm trong rừng sâu các bác. Anh Khâm kéo đây đi, từ đây đi. Kéo từ đây đi. Vâng, kéo từ đây đi. Không mang cái gì để cắt. Mình sẽ xấy đoán được. Cái dưới này. Từ từ nhé, đặt xuống cái chiều của nó dài đi để nó mới không gấp. Không hỏng hết vòi đấy, cái vòi này gấp khá là hỏng luôn. Đây đi. Đi vào dưới. Bây giờ dài về nhà trước chứ. Về nhà. Dài từ đây đi mới biết chứ. Ừ, dài từ đây về. Dài để bẻ mép ở dưới này. Thì mình dài từ đây về tí nữa thừa bao nhiêu thì kéo ra chỗ này chả dễ hơn là chú. Ờ đúng rồi. Bây giờ cứ vòng này, chạy về nhà. Từ từ nhá, Phứ nhá. Vâng. Cái này thì cái này chiều nào đúng nhỉ? Đúng, để cứ để như thế này. Được rồi, cứ dài từ từ đi thôi. Cái vòi này là gấp phát là hỏng đấy. Vâng. Gấp phát là hỏng ngay. Từ từ thôi nhá. Mà mã thôi. Mà mã thế này đi. Ô, đây, từ 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 từ. Đấy. Xong rồi, xong rồi. Từ từ, quay cái này. Quay ra. Quay lại đi, không hỏng hết vòi. Đấy, nó bắt đầu gấp rồi. Kéo đi, kéo từ từ đi. Đúng rồi, chú cầm ở đây, đúng rồi, đúng chiều đấy. Đấy, như này nào là nó. Từ từ nhá, cứ đi đi. Đi đi. Đi đi Phứ ơi. Ừ, xa phết các bác ạ. Đi tiếp đi. Xa phết, không phải là gần đâu.
Sắp hết rồi chú Dình ơi. Vòi này cứ giải đúng chiều thì là nó sẽ không bị gấp khúc nữa. Nhưng nọ lũ em là anh em mình bị gấp mất 3 khúc. Nước rất là hiếm các bác ạ. Khu vực này cũng hiếm mà khu vực của lũ em cũng rất hiếm. Bữa trước anh em vào A Tủ lấy cốt pha này đúng là nhìn cái nguồn nước mà anh em mình thấy thèm thuồng luôn. Đấy, nước ở đấy là anh em không phải mất cái việc đi tìm nguồn nước nữa. Đấy, và cũng không phải mất những cái kinh phí phụ vào cái việc mua ống rồi là máy bơm. Đến chưa Phú ơi? Đến chưa? Đến chưa? Đến nhà rồi, đến nhà rồi. Chú kéo đoạn kia xuống bể xem là. Chú cho đoạn này xuống bể đi, xem đến không? Đang bị sợ là thiếu đúng một tí đúng không? Chú kéo căng đi. Không đến 20 mét đâu. Hai trăm mét và vẫn bị thiếu vào độ khoảng. Mười mét, 15 mét đi cho nó dôi dư. Thiếu đúng 15 mét. Đấy. Kia đến nhà chưa? Đến rồi. Bây giờ nhá, chú buộc tạm để đây nhá. Vòi chắc không sợ mất đâu đúng không? Thì cứ buộc tạm ở đây đã. Rồi là ở nhà mình hay là ở đây ai có không thì mượn được không? Được. Thì mượn tạm thêm bởi vì bây giờ mua mười mấy mét ống thì xem cái bể này thì xin chào. Ở đây là nước bên kia vẫn cắm ở đây được thôi chứ. Có đây rồi thì chỉ cắm đấy là vào bể luôn. Thế ông là Phước vào. Đây khúc bên kia. Thế thì ở đây mình chủ động mượn được điện các thứ của họ ấy. Điện mình khắc có mà. Điện kéo về đây à? Xa quá đúng không? Không phải là từ đây luôn. Dây điện kéo về đây chả xa. Máy bơm ấy. Mượn được ra điện rồi. Mượn được rồi gì? Thế tốt quá. Ở đây có bố Phứ hộ hộ Phứ để anh em mình còn đỡ hơn rất là nhiều. Ví dụ như lúa em thì không thể làm được một cái gì hết. Những việc nhỏ nhất là đến tay mình hết. Đây là không phải hút nước uống, chỉ hút nước bơm nước để xây thôi. Xây thôi. Nước này là cháu thấy là cũng ứ động rồi đấy. Thế cái này thì lấy ở đâu? Nước ở đây. Nước cắm cái bên là nó thả vào đây luôn mà. Cắm bên kia. Đâu cứ phải khảo. Người ta lạt trước. Cứ phải khảo sát đây nè. Phứ dẫn anh đi một xem nào. Xem cái nước ở xóm này là có đồ sinh hoạt không. Đây à, sang bên kia. Đường trên này. Cái đây là em kéo đến nhà rồi gì? Vâng, đến rồi. Đến nhà luôn rồi gì? Vâng. Thế là 200 mét là mình đang bị thiếu độ khoảng 15 mét. Đấy. Vào đây thôi. Nước ở đâu? Nước bên này thôi.
À bên nào? Bên nhà này. Nhà này à? Nếu mình chở chú chơi nếu tí lỡ mình sửa khỏi đây tối này hả? Nghĩa là cắm nước về đấy. Ở bên này à? Đâu đi xem nào. Không đến lúc anh em thợ lên không có nước là cũng rất là nguy hiểm. Ở đây nhà 100% ngày xưa các cụ là tự làm ngói hết này. Những cái ngói này bây giờ nó có bị giọt không? Chú gì? Dạ, dạ. Tí nước vào. À. Đè, cắm đây đi. Đâu, nguồn nước đâu ạ? Úi. Hả này hả, chị? Úi. Anh không? Chị. À. Để cắm vào đây luôn. Nhưng mà những cái vòi này là bà con cùng nhau sử dụng hay như nào? Cái là đây là xin họ thôi. Xin họ đúng không? Xin họ cho họ cho mượn. À bây giờ phải sang bên kia tiếp à? À đi, đi, đi xem. Cắm mấy cái. Cắm đây là về thẳng bể à? Thẳng bể kia luôn. Nhưng mà hiện tại có thấy nước đâu nhỉ? Chưa cắm. Cho bên này nấu về luôn mà. Bên này đâu, xem là cháu muốn xem cái nguồn nước một tí nữa. Trên này bà con là phải về đây, chú phải về đây vác nước đi uống à? Có chó không đấy? Chó ở ngoài kia. Ở đây họ rào hết rồi. À nguồn nước tích trời to rồi kia đúng không? Không có đường chúng đi đâu. Chú quý tẻ rồi. Còn nước. Há tần chạy tí giờ là sen chạy cái. Hút à, hút à. Phải hút à. Thôi. À. Hút. Nhưng mà cái nguồn nước đâu? Một ngó. Tít trong cái cây luôn. Tít bên kia. Thì khâm ngó một tí em. Hút thế này nó không về đâu á. Đi thôi ạ. Cắn, từ đây đi. Hay là cũng phải hút về dần thôi chú Dình ạ. Cũng phải hút về dần cho cái bể kia nó còn chứa nhiều nước một tí. Mấy nữa mình bơm mình mới không vất vả. Chú ác. Ừ, đúng rồi. Mình bơm, mình tiện bơm. Mình rất sợ trượt. Để làm được một cái nhà xây ở đây quá vất vả. Trước cái nhà xây kia là hết hai... gần 200 triệu. 200 triệu? Cái nhà xây duy nhất. Cái nhà đấy làm năm bao nhiêu ạ? 209. 209 mà 200 triệu thì to lắm ấy. Nhưng mà tải cái vật liệu thì nó rất là vất vả. Thì nó chảy lâu quá. 209 cái đường đấy lúc này mở chưa? Mở rồi. Chưa mở đâu. Cây cối um tùm các bác ạ. À kia. Các bác xem một cái ngôi nhà trong chắc cũng không có nội thất gì lắm đâu đúng không? 200 triệu cái ngôi nhà đấy.
Là ở đây là công, chắc là công xây là tự gia đình xây rồi đấy. Đấy, anh em giúp xây đấy, chưa tính công thợ các thứ đâu các bác ạ. Một cái ngôi nhà xây đánh vào mắt anh em là cái ngôi nhà xóm này duy nhất cái ngôi nhà xây này thôi. Mà sợ là phải nhà có điều kiện nhất xóm này rồi thì mới xây được như thế. Ô, xem ra cái nguồn nước này cách nhà độ đến khoảng 400 mét. Đây là một cái khu vực nhiều vầu các bác. Chính xác. Em Khởi đang gọi ý vào cái rừng vầu này như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc thời Trung Cổ ấy. Đây à, đúng không? Đây đúng không? Vâng. Thế bình thường chú về đến đây gánh nước đi uống á? Vâng. Không, chú thì có một cái ống nước kia nữa nhưng mà kia là nó không vào được. À, ở đây là hút ra đúng không? Đây à, nguồn nước chính cả làng, cả xóm dùng đây à? À, bạn, con này lò này mà. Một cái khung cảnh rất là thơ mộng luôn ở đây. Bể này đi đúng không? À, cái bể này người dân khác tự xây à? À, đây à, hút ra hết ở đây à? Nguồn nước duy nhất ở đây đúng không? Ồ, cái này trước cũng tự xây à? Trước mình anh ấy cần làm đấy, tự làm mà. À. Tự xây thì làm cái bể này thì... Tức có nghĩa là mùa mưa sẽ ra nhiều hơn đúng không? Hết tháng 3 tháng 4 thì nước là thừa. Đây, một cái nguồn nước duy nhất cả xóm dùng đấy các bác. À. Không thấy nó rất là bé. Cái đá lọ. Mùa này thấy lọ. Rất là ít nước. Ừ. Đấy, cái này là em dùng miệng hút ra ở đây đi à? Vâng. À. Dưới này có một cái thùng. Cái dưới này vẫn có một cái bể chứa nước nữa đúng không? Cái bể dưới này để hút ở dưới này. À, nghĩa là cái này đầu nguồn à? Cho họ dòng cái cao 20 lít để hút đi, điệu đi. À, điệu đi. Vâng. Đấy. Ở đây nhiều tre, nhiều vầu nhỉ. Cái này là người của người dân. Cái này là của người dân. Ừ. Còn như bây giờ cái cây này là bây giờ mình về điểm nước đây thì không được đáy vào đây. Chắc chắn rồi, phải giữ gìn vệ sinh. Đây là cây gì đây? Chả biết cây gì, cây này lâu lắm rồi, cây này chắc có hơn trăm tuổi rồi. Hơn trăm tuổi, chắc chắn là sẽ hơn rồi. Ở đây họ làm gì, tổ ong à? Vậy là để cái... Cây này như kiểu chết rồi ấy nhỉ? Chưa chết đâu, chỉ là lá rơi hết thôi. Không có lá rồi, tháng 3 là nó chuẩn bị có lá. Anh em mình đi bản rất là khó để bắt gặp được những cái khu vực mà nó còn lưu giữ được cái thiên nhiên như thế này các bác. Phải nói là một cái chưa có cái xâm lấn quá nhiều từ những cái khoa học công nghệ và máy móc vào đây cả. Con đường vẫn còn là đường đất. Ở đây có nước đâu, biển này không có nước đâu mà. Biển này không có nước đâu. Trước họ đào một cái giống như cái đấy, họ là dưới này rồi. À. Bên này có khác con nước, bên này nó khác con nước. Nghĩa là dưới này có một cái bể chìm rồi. Vâng, vâng. À. Công nhận đây không khí trong lành nhỉ? Vâng. Ở đây có một cái rừng vầu nó rất là nhiều tán lá như thế này thì ở đây có nguồn nước là cũng đúng rồi. Nhưng mà hy vọng là sau này bà con nó vẫn giữ gìn, không có chặt phá đi đâu. Vâng. Này không cái này đâu. Măng mọc chưa? Chưa. Tháng 3 mới mọc. Tháng 3 mới mọc măng à? Măng này măng đắng hay măng gì nhỉ? Cái này không đắng đâu. Không đắng à? Không đắng. À, khi nào măng mọc anh em vào tí nhỉ? Vâng. Đang làm nhà mùa của Phứ mà. Măng mọc em vào xin bà con nhỉ? Chắc là mỗi ngày đây phân khu ra hết rồi đúng không? Nhưng mà có thể tới bể từ hơn chục cái ống đầu mà không sao. Xin bà con thôi. Ồ, đây. Chi chít luôn. Ôi, cánh rừng. Hút nước ra. Bây giờ mình xem cho nước ra cái bể đấy, dần dần đi chú ạ. Nước nó, bể đấy không ngấm nó gì. Nó vẫn chứa được, không rò rỉ đâu gì. À, thế tốt. Là mình cứ chủ động là mình cái nước về đây đó. Cho cái bể nó đầy nước thì bắt đầu mình bơ là và dùng bao nhiêu thì bơ. Vâng ạ.
đi mở cái nó mở cái thùng phanh kia để đi để cho để, để chứa nước ở đấy bơ, bơ để nó đánh bình thì nghỉ. Vâng ạ. Đấy, ở đi là nhà Phứ có chú Dình là đây là họ lò nhà nhiều thế này đỡ vất vả. Có đây lò bỏ. Đúng là nhà của bố của mẹ thì vẫn khác hơn nhiều nhá. Cố gắng thôi, mấy bố con cố gắng. Chờ to tiếng của to lớn chờ to lọ mà. Có chưa? Có nước đi chưa? Vậy thì tiếng chờ. Thế thì nó trò là thằng đại mà. Ở đây đào bây giờ mới nở đấy các bác. Khi mà vào đây mặc dù là con đường khó khăn thật sự này và lá đột gió điều kiện trong này khó khăn thật sự, nhưng mà ít khu vực mà không đi được một cái xóm mà cảm thấy cái nét hoang sơ nó vẫn còn lưu lại như thế này, và đúng tính chất bà con thân thiện đấy, bà con trong này không có những cái vụ lợi gì cả. Mà mặc dù là cái ngày đầu tiên khi mà không vào ghi hình gia đình em Phứ thì các bác thấy là thấy Phứ chia sẻ về cái mối quan hệ bố con quá là bất hòa đấy, nhưng mà ngày đầu tiên gặp thôi, khi mà bắt đầu trao đổi đến cái vấn đề làm nhà thì bố Phứ đã đặt vấn đề luôn là cho đất làm và hỗ trợ con một cách vô tư. Đấy, đấy mới là cái tình cảm gia đình và bố con như thế là quá tuyệt vời các bác. Tất nhiên đấy là cái trách nhiệm của người cha thôi, nhưng mà các bác có thể thấy là ở trên vùng cao đấy nhiều khi là lạ lắm. Bản thân Khâm ở trên vùng cao này không đi, Khâm còn không hiểu được cuộc sống của người ta. Như bố mẹ A Lúa đấy, ở một cái khu vực mà điều kiện kinh tế cũng khá tốt hơn. Đơn giản thôi, cái đường xây, cái đường bê tông vào đến tận xóm, trường học thì chi chít ở trong đấy. Đấy là một cái thôn mà điều kiện kinh tế tốt hơn rất nhiều, nhưng mà bố mẹ còn không có giúp con. Đấy, anh em mình làm những cái công tác tư tưởng suốt quá trình thì mới gọi là trao đổi được cái miếng đất làm nhà đấy. Rồi là đến nhà em Lúa em cũng thế, người dân rất là tính toán, rất là chi đi đất để vật liệu rồi cũng không có đấy. Chắc có lẽ là các bác xem là các bác cũng đã hiểu rồi, biết được rồi. Đấy, khi mà vào đến ở đây thì đang không nghĩ là nếu mà còn những hoàn cảnh cần được sự giúp đỡ thì có lẽ anh em mình sẽ vẫn khai thác ở đây đấy. Mặc dù là đi lại rất là khó khăn đấy, nhưng mà đã đi đến đây là có một cái tình cảm, có một cái thiện cảm tốt với bà con ấy, thì mình rất là muốn giúp họ. Không về à Phứ? Nước không về à? Tắc à? Anh thấy cái vòi này là để lâu quá rồi, anh nghĩ là bụi bặm bám ở trong. Vâng. Bây giờ em phải cho nước vào, em thổi từng đoạn. Vâng. Cho nó thông. Vâng. Đấy, những cái này cũng phải tính toán dần thôi, chứ còn đến ngày sáp thì mới chuẩn bị thì rất là khó. Có thời gian thì phải chuẩn bị trước đi. Ở đây thì ngày trước còn chưa có điện các bác ạ. Bây giờ thì là được sự trợ chúng mù rất rất rõ. Thì hầu như là các xóm bản đa số là đều kéo được điện về để mà dùng. Đấy, chứ còn cách đây khoảng độ chục năm này trước thôi là khu vực này chưa có điện đâu. Tất cả đều thắp là đèn dầu hoặc là đuốc. Trong này mà đổ được đường bê tông nữa thì tốt nhỉ. Chỉ cần 1 mét đường bê tông thôi. Ra như này thôi. Ôi, như này cũng được rồi, như này mình bắt đầu cho chảy từ bây giờ vào bể thì cũng nhận. Đấy, chảy ít nhưng mà
cứ cho vào bể thôi. Một hai ba ngày thì nó. Một hai ba ngày nó khác được thôi mà. À, bây giờ cái đường nước của anh em mình tạm là đã có cái phương án. Đấy, chốt lại cái phương án và cái đường nước ok. Ở chỗ kia cháu nghĩ là khoảng 10 mét vòi là thiết kế được máy bơm chứ gì ạ. Cháu nghĩ là 10 mét vòi nữa thôi là thiết kế được máy bơm đi rồi. Thì là xem nếu mà trong trường hợp là khó khăn quá thì cháu mới cần cháu đi xin ở dưới cho. Sao đấy? Ngâm lại thì là có một cái ống dẫn nước về đến đây là ok rồi. Anh em mình vất vả một chút là thỉnh thoảng đi xem nước thôi. Và bây giờ nước ở đây thì chắc nó cũng không rò rỉ gì đâu. Chảy vào mấy ngày thì là như chú nói là cũng đấy. Đấy là thế là ok rồi. Sáng ngày hôm nay video thì không chắc có lẽ là cũng xin phép là khép lại tại đây thôi. Anh em mình tạm là hỗ trợ cho em với cái đường nước như vậy rồi. Còn máy bơm cái thứ điện cái thứ thì chú chủ động nhé. Chủ động đấy. Nước về như này là tốt rồi. Đấy, cái này là cứ cái tốc độ nước như này thì ổn nhanh thôi. Được rồi. Đấy, được rồi. Ok. Vâng, Phong sẽ tiếp tục cập nhật quá trình làm nhà em Phứ trên kênh để các anh chị cùng theo dõi nhé. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những sự ủng hộ, động viên của tất cả các anh chị trong quá trình làm thiện nguyện của Nắng Mai TV. Chúng kiếm một thằng. Cắm cái gì? Cắm trực tiếp vào bể luôn đi. Bởi vì cái đoạn vòi này sợ tắc rồi đúng không? Được rồi. Ôi, nước về nhiều này là tốt rồi. Đấy, rất nhiều rồi. Dẫn vào bể luôn. À, được không? Em lấy cái đầu đấy, cắm vào. Anh quay thế nào? Nối cái đầu đấy vào. Vâng. Play mó cơ. Rồi. Như thế là tạm rồi. Đấy. Rồi kệ nó. Kệ nó phát chảy. Được rồi, video đến đây thì Khâm cũng xin phép khép lại tại đây thôi. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác đi. Xin chào.